Hello nha anh em. Giờ 7 giờ nha em anh. Bây giờ ngày 6 tháng 4 2020. Được 6 ngày cách ly nha em anh. Thời gian cũng lẹ đấy. Mới đây 6 ngày rồi. Sáng lậm ly ho quá uống đá không được. Lậm tách cà phê nóng thôi anh, với tách trà. Mời anh em buổi sáng nha. Quên đã chúc cả nhà buổi sáng có một ngày mới đầu tuần làm việc thật là hiệu quả, thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha các bạn. Lên nhẹ lại mấy con xe có tại cửa hàng với mình. Mùa dịch bệnh này thì mấy anh cỡ ở yên một chỗ. Em thì nhiệm vụ em cập nhật liên tục và liên tục. Nô 4 nô 6 bằng giá nha. Và anh em xem xe nào đó thì cứ liên hệ số điện thoại con trường sang hai thằng lính em để phần mô tả đó, kêu nó gửi chi tiết hình ảnh video cho mấy anh em xem. Giá cho điên nha anh nha, clip nào thì em cũng báo giá hết rồi. Mình coi cứ cập nhật giá em đi cho điên thôi. Đẹp này 39 năm nha anh. Cháo nè. Custom trăm đã đại hạ giá nha mấy anh. Thì mấy hôm thanh minh thì có mấy anh em gọi nó, nhưng mà có một cái mà em đang nhậu rồi em cũng có hình để gửi anh em xem. Thì hôm nay anh em nào yêu em nó thì liên hệ lại em, anh em mình làm việc lại. MSX 26 triệu thôi. Sonic. Xe này không có chạy chuỗi nha anh. Đó, xe đi 9.000, 47 triệu. Moto Yamaha FZ. Xe cực kỳ ngầu. Chạy thể hiện cá tính chút xíu. Giá thì rẻ như ẹt. Có 30 thôi anh em, có 30 triệu thôi. Mấy cái này mấy anh em người ta thích sơn màu đen, nó phủ lên cái màu đen nhám á, chống cháy á, dưới máy thì không có đụng tới ha. Winner tem đỏ chạy có 1.000 cây ha em anh. Winner giờ tầm 26, 27. Con này lỗ rồi. Con này bấm đúng vốn luôn. Lỗ tiền chuyển lên tới như cửa hàng em ở đây. Dắt cái xe anh ra giùm em. Đất chiếc khu chợ neo nó ra giùm. Xe đằng này nó thấy dơ quá hay sao? 87 nha. Xe đạp máy. Ba 4 triệu à. Con mô tô xanh này nay bán 30 luôn, giảm nữa. Raider
Sa chi ép. AG15 NVX NH Mo cặp SH lớn 125. À, Noya Grande với Janus. Rồi gạo vòng 7 đằng này cũng xong hết rồi nha mấy anh, để em lại đẳng quay tiếp anh em coi được xe nào thì cái liên hệ làm việc nha mấy anh. Rồi tiếp lại tới này nha mấy anh, đằng này khác là gọi là đằng kho nha mấy anh. Dày này. Này 22 năm nữa các bạn. Ok anh em thấy xe nào được á thì liên hệ số điện thoại em để phần mô tả nha anh. À, trường xăng nó sẽ gửi hình ảnh hay video hay là yêu cầu gì đó nó cần thiết á, nó gửi hình cho anh em xem, chụp hình giấy tờ hay gì đó. À,
cứ liên hệ với, còn anh em gọi cho Pháp thì nhiều khi Pháp không có nghe máy được nha anh, khi đang quay điện thoại với đi công chuyện nữa rồi. Ok, chúc anh em có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, làm việc hiệu quả. Xin chào anh em.